Hello, xin chào anh em, chào mừng em trở lại Gato Zombie. Và đây là video mình làm về giải đấu giữa các zombie đội solo. Ở đây sẽ bao gồm 24 zombie tương với 2 cặp đấu. Và chúng ta sẽ tìm ra 3 con zombie mạnh nhất trong video này. Đây sẽ là trận thứ hai. Yeah.
Ok, như vậy là tạm kết thúc vòng 1 và chúng ta đã tìm ra được 12 zombie lọt vào vòng tiếp theo. Đây là trận đấu đầu tiên của vòng 2. Còn đây là 6 zombie mạnh nhất trong vòng 2 rồi. Vậy chúng ta tìm ra 3 zombie mạnh nhất trong video này. Và chúng ta hãy cùng tìm ra con nào là con mạnh nhất.
Zombies are coming. Ok, như vậy là con Brickhead Zombie là con mạnh nhất trong các con zombie đội solo. Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào anh em.